Hôm nay mẹ phải tăng ca về muộn. Dì Hồng về quê nên con và cho cô ra quán cơm của dì ba ăn nghe. Ôi, hôm nay là ăn cơm tiệm. Chán rồi. Con chịu khó vài bữa thôi. Hai con cầm tiền đi ăn nè. Em với chú cô hôm nay ăn gì nè? Nay dì có cơm sườn mới nướng ngon lắm. Dạ, vậy cho con hai phần cơm sườn đi dì ba. Dì ba ơi, cơm treo là gì vậy ạ? À, cơm treo là cơm miễn phí đó hai đứa. Wow, vậy là được ăn cơm không tốn tiền hả dì ba? Vậy tụi con có được ăn cơm treo không? Ừ, tất nhiên. Miễn còn cơm treo thì ai cũng được ăn như nhau hết đó con. Tuyệt quá ạ. Vậy cho tụi con ăn cơm treo mà vẫn là cơm sườn có được không dì ba? Ừ. Mà dì ba ơi, tụi con ăn ở đây nhiều lần, sao giờ mới thấy có cơm treo này? Lạ dữ vậy dì? Ờ thì hình thức cơm treo này cũng mới có ở quán của dì thôi. Có nghĩa là... Dì ba, làm cho con 10 phần cơm gà chiên nước mắm mang về nha. Nhanh nha dì ba. Ờ, dì làm liền đây. Hai đứa vô bàn đi. Dì bưng cơm sườn ra ngay. Lát dì giải thích về cơm treo cho hai con biết sao hen. Hôm nay ăn cơm thấy ngon quá ạ. Dì được ăn cơm miễn phí mà. Hai con ăn cơm tiệm thêm vài bữa nữa nghe. Cuối tuần mẹ rảnh sẽ nấu ăn cho hai đứa ha. Dạ. Không sao đâu mẹ ơi. Nay tụi con khoái ăn cơm tiệm lắm. Ngon quá ạ. Hôm nay còn đúng hai phần cơm treo nè chú cô. Dì ba ơi, cho con hai phần cơm treo nghe. Ờ, có ngay. Hai phần cơm treo cuối cùng. Ôi trời đất ơi, quên mất. Hôm nay mình chưa đưa tiền ăn cho Kem và cho cô mà. Ủa mẹ, sao hôm nay mẹ đi làm về sớm vậy? Ờ, hôm nay quên đưa tiền ăn cho hai con nên mẹ lo lắng quay về nè. Xin lỗi hai con hen. Mẹ đưa tiền sau cho con cũng được, chạy về chi cho mắc công. Nay con được ăn cơm treo mà. Ủa, hai con đã ăn cơm treo? Dạ, cơm treo miễn phí đó mẹ. Mẹ biết, nhưng mà ngày nào mẹ cũng đưa tiền đầy đủ cho hai con, sao phải cần ăn cơm treo chứ? Cơm treo không tốn tiền đâu mà mẹ, tụi con sẽ dùng tiền để dành đó, để mua đồ chơi mới. Nhưng tụi con có biết mục đích và ý nghĩa của cơm treo là gì không? Cơm treo là cơm mà khách đến ăn cơm và trả tiền thêm một hoặc nhiều phần cơm khác rồi gửi lại tiệm. Tiệm của dì sẽ dành phần cơm này cho những người khó khăn, thiếu thốn, làm cầu nối giữa người cho và người nhận. Quá ra, đây là cơm dành cho người khó khăn hả dì ba? Ừ. Tụi con nghe dì ba giải thích chưa? Hai đứa đã có tiền mẹ cho thì không nên ăn những phần cơm dành cho người khó khăn. Dạ con hiểu rồi. Thì ra mấy bữa nay con đã dành phần cơm của những người khó khăn. Con xin lỗi. Dạ cho tôi hỏi, hôm nay còn phần cơm treo nào không hả chủ quán? Dạ tiếc quá, hôm nay vừa hết rồi bà ơi. Dạ bà ơi, vẫn còn nhiều phần cơm treo lắm, bà đợi con chút nha. Cho cô, mình có ý này. Dạ, đây là toàn bộ số tiền của con và chú cô dành dụm được từ những lần ăn cơm của những người khó khăn. Bây giờ con gửi lại để mua cơm, nhờ dì trao đến những người cần nha. Wow, được 6 phần, hai con giỏi lắm. Hehehehe.